chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng các bạn quay trở lại với Minecraft. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại tiếp tục với Minecraft thử thách. Gì á? Hỏi những người mù trong OBT. Coi thấy đường không? Coi thấy đường không? Và nếu như bạn nào gọi là thích mình làm tiếp tục những cái video như thế này nữa thì đừng quên là cho tụi mình một like, một share cũng như một lần và đừng quên là cái video này những thông báo mới nhất từ channel của tụi mình nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào video ngày hôm nay thôi các bạn ơi. Và các bạn có thấy không? Ở những người đeo kính đen không? Men in Black. Men in Black của OBT các bạn. Ai ai đeo kính đen nghĩ ai? Tao đã phổ biến nè, anh phổ biến nè. Ủa sao tự nhiên gỡ kính ra con mắt nó bị lé luôn vậy? Nhìn đúng. Lòng mày nhìn ghét thì chứ. À nè, chúng ta sẽ có thời gian để chạy trốn khỏi hố đen vũ trụ ăn block. Hố đen vũ trụ hấp dẫn được thì được. Cái hố đen này á, nó sẽ ăn tất cả những cái block ở trên đường của nó và chúng ta sẽ có tầm 5 tới 7 phút để sinh tồn. Đó, chúng mình chạy trốn cho tụi mình cái chúng mình. À đúng rồi, đúng rồi. Đâu rồi? Đúng rồi. Thanh minh. À đúng rồi, có rất là nhiều bạn kêu là trời ơi anh ơi tại sao anh quay clip với núp, anh lại ép đọc, anh lại phá núp. Nhưng mà không các bạn phải biết là rất là quậy phá các bạn, cho nên mình chỉ gọi là chỉ chân chị đọc gọi tụi mình nữa. Ừ, mình chỉ là chân chị núp thôi, để cho núp gọi là biết lễ phép, phải biết gọi là cái gì trước cái gì sau đó. Đúng vậy, đích thị là nó là có làm thì mới có ăn. Cái gì? Wow, cái đó là Man in Black chứ không phải người mù. Man in Black. Ôi, từ. Vô nè, sau lưng núp lại núp lại. Để anh lấy lâm cù cái đã. Nhanh lên, lẹ lên, coi chừng trời tối mà hố đen xuất hiện một cái nữa là Núp đánh chết liền. Chết nè. Đó, lấy cùng màu nha, cùng màu mới làm giường được nha. Đấy, thấy không? Kỳ ấy, em muốn hai màu thì sao? Hai màu thì không được chứ thì sao? Vô. Phải có ăn cái chúng mình. Ở gì vậy? Sao mày đem lát kia đánh tôi? Anh thiếu ấy rồi, em bị thiếu một màu trắng rồi. Cho em lấy với, em cũng chưa có giường. À đây, thấy rồi, anh thấy con cừu rồi. Anh thấy con cừu rồi. Anh thấy con cừu này nhanh lên, trời ơi, nó xuất hiện cái hố đen vũ trụ lại. Để chết liền các bạn ơi. Mọi người đi đâu hết rồi? Anh đủ làm giường rồi, đâu để quay lại nè, anh mới đi hơi xa xíu, đây quay lại đây. Đâu? Đây, anh không em, anh em, sao lưng nghe, tông tiền đi nha. Anh nè, anh nè, anh nè. Cái này, đó, đó. Anh thấy nó mới đánh em không? Anh thấy rồi, anh vừa mới. Trên clip chưa, có clip thấy, rồi, thấy có clip rồi, cho anh đã có cái GoPro anh quay lại rồi. Đó. Đó. Tổ lên comment liền. Ừ, không phải đơn giản đâu. Rồi. Hết đá rồi, đem đi lấy đá cái. Ôi trời, sắp qua đi, bông hoa mới nè anh. Không, nó đổi, nó đổi hình thôi. Nó bỏ đổi hình thôi hả? À, đổi hình, đổi màu. À đúng rồi, đúng rồi, bạn mới có màu xanh. Đúng rồi, bạn cũ là chỉ có màu vàng màu đỏ thôi. Đó, nó đánh được rồi chúng mình. Không kịp thấy. Phòng chống tội phạm liền. Không kịp thấy. Đây nè, ở đó là đồi chống không mày. Ở đó người ta là cái gọi là người ta cái đồng bằng chống không, làm gì có cây. Cái đồng bằng người ta nói cái đồng bằng đồng bèn đâu mà bèn mèn thất ư mèn biết ư. Trời sắp tối rồi mọi người ơi, trời tối rồi, sắp điện rồi, không có giường. Chia sẻ lòng cầu ơi, bán lấy sắt để lấy lòng con này ơi, chứ là, đó, đây nè các bạn thấy skin mới của toàn ten đi nè không. Skin cool ngầu quá. Bắt chước đạo ý tưởng của tao phải không? Đeo kính rồi. Bắt chước Man in Black đúng không? Dạ bữa để anh vẽ skin anh đeo kính luôn. Kính đen luôn. Được không? Được luôn. Nhưng mà bây giờ kính sáng nữa. Bây giờ có một cái giường à. Một cái giường là sao? Sao đây? Một cái giường chia 4, một nồi cơm chia 4, một nồi cơm chia 4. Sao được? Có con cừu nữa nè, Phải cùng màu. Cùng màu. Bên đây. Cùng màu là sao? Cùng màu mới chế ra một cái giường được. Mình sao nó quen mình đánh nó các bạn. Đây anh có rìu nè, để quấn nha. Rồi, đây nè, bên đây nè, quét trời. Đây đi. Một đống lấy thịt theo. Trời ơi, lấy thịt theo, được luôn. Con kèo nè. Con kèo là con gì? Con kèo. Thú mới trong Minecraft à. Con kèo. Nè, long kèo nè. Long kèo, cho em cắn nữa, cho em cắn. Ủa, mở cái, khi nào hố đen mới đến vậy?
anh nghĩ là chắc cỡ 5 phút nữa. 5 phút nữa. Có 5 phút nữa là cái đen sẽ xuất hiện. Rồi tôi ra lấy miếng đá cái. Đó. Ôi, dumbbell. Ôi, cái gì? Skeletal. Dumbbell nè. Ờ, con skeletal. Cái gì nữa vậy? À, đúng rồi. Dumbbell nè. Để tí, để tí. Ôi, sao lưng này, sao lưng này mọi người. Nó rớt ra một củ. Nó rớt ra một củ khoai teo. Nó rất là củ khoai teo. Ủa, cái này củ khoai em tưởng thịt dâm teo nè. Ôi, skeletal. Này có dư miếng thịt nè, có ai muốn ăn không? Ôi, đâu? Ôi, đâu quá một ơi. Nó quýnh em nữa nè, em cho nó thịt nó quýnh em nè. Ờ, cái này nó phải lắm. Để lấy, anh lấy miếng đá nè. Miếng đá hả? Ờ, miếng đá. Ở trong mắt, mấy con quỷ skeletal này bản mới nó chạy nhanh mà còn chạy, bắn chuẩn chạy nhanh mà nó bắn như là hắc vậy á, nó bắn như là kiểu bắn vô đầu mà. Ờ, mình lấy gỗ tới bên, mình lấy gỗ tới bên để có gì có nguyên liệu. Đá là có than chưa? Chưa, anh chưa lấy được miếng than nào. Có lò nung nè, anh tính làm lò nung hả? Lò nung nè, có nè. Anh làm vũ khí, anh làm vũ khí. Ủa, sao là miếng đá mà cao, phải là miếng miếng đĩa. Không, lấy miếng đĩa. Ờ, quên miếng đĩa, anh quên mất. Lấy miếng đĩa để xè. Miếng đĩa cái coi. Để từ từ nha, đợi tới anh đào miếng đĩa cái. Trời ơi, thiệt chứ lẹ lẹ đi. Trời tối rồi, tới giường. Giường thì không có, chuẩn bị hố đen mà nó tới là nó nuốt chẩn hết luôn. Có mà em có giường mà, dám bá đồ quỷ này. Đủ 4 giường không? Đủ 4 giường không? Anh em mình ngủ đi. Không, em có một cái. Một cái nói gì? Lẹ lẹ cái hố đen nó tới giường. Ok ok. Nhiên lên, nhiên lên. Chuyện ơi, chuyện ơi. Cái chân miền. Miền điếc ơi. Lẹ lẹ cái chân miền mèo. Á, đừng có quýnh hả? Đứa thằng nấp nó quýnh. Con dâm teo nó quýnh đúng không? Cái bông heo nè. Cái bông heo. Bông hoa. Bông he. Bông he mè. Rồi rồi rồi. Rồi, gà gà thứ đi kiểm tra hố đen nó ở đâu đi. Kiểm tra thử coi. Anh nghĩ là chắc là ơi từ từ anh đào chỗ này ra xong mình làm cái nhà ở đây luôn, mình núp ở đây mình rồi coi có hố đen nó xuất hiện không. Lê, nhìn luôn. Hố đen ở xe hay ở gần vậy mọi người? Anh nghĩ là từ từ nó sẽ từ xe tới gần. Nó sẽ đi từ xe tới gần liền vô. Lại lúc em vô cái em không biết em nói mọi người sao. Thì không sao, không siêu. Em không siêu, không sao. Tụi tớ không siêu đâu, không siêu đâu. Mạnh mẽ lên. Ôi nhà em nhỏ to vậy là đủ rồi mà. Ơ cái gì vậy? Ôi rồi. Ơ cái gì vậy? Cái gì vậy? Kêu em. Sao mình cảm thấy. Game lắc rồi phải không? Sao ơi sao giật giật hả? Ơ sao. Không phải game lắc, không phải game lắc. Hình như hố đen, hình như hố đen xuất hiện. Hố đen xuất hiện rồi. Cái hố đen nó kéo, nó giật cái gì à. Cái hố đen nó giật cái tàu. Trời ơi, đừng quýnh nhau. Hố đen kìa. Quay, nó kéo hình như nó kéo. Chạy, cứu anh. Ê, ta la. Nam, cứu anh. Nam. Rồi luôn, anh bị hút vô luôn rồi. Ủa mấy đứa. Rồi luôn. Chết rồi, xong luôn. Trời nó hút các bạn ơi. Trời nó hút vô. Ui. Ê, đừng, để anh quên cứu anh đâu rồi. Nó cái lại chạy không được nữa rồi. Ui, cứu anh, kéo anh ra. Ui. Đây, chiêu rồi. Rồi. Ê, tránh đứng xe. Chừng Creeper. Ủa, Creeper. Ô, đẩy con Creeper, dụ con Creeper lại coi nó bị kéo thế nào của mình. Ờ, đúng rồi, nó có bị kéo không ta hay là nó chỉ kéo người chơi vô ta. Để thử coi. Đây, chúng mình gọi lại. Coi chân. Sao? Hy sinh chưa? Ui, cái hố đen nó di chuyển nè, cái hố đen. Nó di chuyển luôn hả? Em tưởng nó chỉ đứng chỗ thôi chứ. Không, nó di chuyển. Đây nè, ổ đen đâu rồi. Chạy vô đường này nè. Vô lấy đồ. Đây. Trời ơi, mấy cái block nó bị hút vô này. Đứng đây coi đường nè. Đâu. Anh biết rồi. Bây giờ mình thử leo lên trên cao nữa coi. Cái này có block không? Ai có block không? Leo lên trên cao thử coi có bị hút không? Trời ơi. Lên đất dưới á, lên đất á. Lâu lắm. Có đó không có đó chết. Đâu rồi leo lên cao thiệt là cao luôn để coi thử coi người dưới nó hút vô thì sao không? Đào nhanh hơn, làm cái sẻn mình đào nhanh hơn. Chạy vừa đào, nó đang tới. Ừ, nó đang tới xong lên kìa. Cục gỗ cuối nữa, từ. Lẹ lên, nó đang tới. Tới rồi. Rồi, đi xa ra tí.
anh nghĩ là lên cao á là nó sẽ không thể nào hút được mình đâu. Đâu chắc anh, luôn anh đâu rồi, anh đâu rồi, mọi người đâu rồi anh đây đây nè, đang chết đây nè, anh ở đây nè. Ôi anh bị nó kéo, anh bị nó kéo, không sao hơn quá, nó còn nhẹ. Đây có đồ ăn nè, có quả mộng nè. Quả mộng đây nè, không phải nho mà, đó là quả nho mà, nho đâu mà nho. Ui nó hút quả nho anh luôn. Ủa sao nó không phải nho mà giờ nó nho rồi. Không phải nho, cái này là quả cherry. Liếm luôn cái quả nho của chúng mình. Ơi, cherry, quả này là quả cherry. Ôi, đang bị hút. Ôi, không biết cái này nếu mà mình có cái gì ta, cái tơ nhện nó mà đứng trong tơ nhện thì mình có bị hút không ta? Ờ, đâu để em thử hỏi. Hỏi con nhện xin nó miếng nhện á. Ê nhện, mày cho tao miếng nhện tơ nhện được không? Nhện mày cho miếng tơ chứ không phải miếng nhện. À đúng rồi. Rồi ok. Tao sẽ cho mày ít tơ. Không mọi người rồi. Tao sẽ cho mày ít tơ. Ôi, nó đang tới kìa, tao lên kìa. Ê, hình như anh đứng. Ê, nó hút anh vô, Ôi, rồi luôn. Rồi. Ôi, nó đi theo đường thẳng. Rồi, chúng mình rồi. Đây nè. Thì ra là nó đi theo đường thẳng nè. Từ, đây nè, anh sau lưng nè. Phép chịu hồi, đây. Chịu hồi đâu, anh đây nè, đi, để mình coi coi, nó đi theo đường thẳng. Đây nè, hút quá trời. Nó hút cái. Ôi nó hút nấp vô kìa, đây thấy nó hút nấp vô kìa. Chết mèo rồi. Wow. Trời ơi. Ôi sao nó càng ngày càng bự hơn. Ôi, lúc nãy hình... nhớ nó có một lóc thôi à. À, như vậy là nó. Dạ nè chúng mình. Đứng vô. Ờ, không hút được, bạn hút được nhưng mà không, mình chậm hơn. Ờ. Ôi, thằng quỷ zombie, mấy quỷ zombie vô chống. Sao sao nó quay ngược lại vậy? Hồi nãy anh nhớ đi tới rồi mấy. Đâu? Trời. Rồi luôn, đụng vô cái là chết luôn. À, vậy là nó đi theo người mình rồi. À, trời ơi. Mà kỳ thiệt chứ. What the hell? Ủa đâu rồi? Ủa. Thằng gà nó bị hút vô chết rồi. Ôi, chưa chết, nghe không, chưa chết. Gà hay vậy? Gà bất tử muôn năm. Trời ơi, nó bọc người gà luôn kìa. Ghê thiệt. À thì ra thằng gà là cái người làm ra cái hố đen á anh. Bởi vậy nó. À đúng rồi, nó đi theo gà. Đúng rồi. Ui, block văng quá đi. Ui, chạy, trời gà nó bị hút vô nổi mà nó mất tiếng luôn. Nó đi đường thẳng rồi mà. Anh không biết luôn. Nó thẻ rồi, nó hút có tầm thôi, nó chỉ có cái tầm hút thôi. Anh đứng trên này anh không bị hút. Ui, ghê quá. Ôi, đứng rồi. Ai? Ôi, nó đứng đâu? Đi lên. Ôi, ủa sao có tiếng người chó chết này vậy? Hay quá. Nó đi lên rồi. Ủa, sao nó đi xuống rồi? Sao cái này nó ngộ dữ vậy ta ơi? Hình như là nó thấy người chơi á là nó hút vô, chứ không phải là do gà tạo ra đâu. Thì ra ơi, anh té ở đây rồi. Nó con nón lá kìa. Đâu. Chiều hồi chú mình. Đâu, tới bé. Ui. Đó. Kìa, đối diện anh này. Ủa nó đi đâu rồi? Hay té xuống rồi. Con zombie đội nón lá. À, không phải. Ui, con gà lại bị hút nữa. Số gà nhỏ thiệt sự. Ôi các bạn ơi, tụi mình đã trải qua một đêm kinh hoàng khi mà cái hố đen nó hút ra các bạn coi nè. Trời ơi, cái hút rồi xong nó nè, coi nè, quay coi nè. Trời ơi, đây là gọi là một cái đó, nó hút kinh khủng không? Đây nè. Ủa, nó là một cái đường dài luôn các bạn ơi, như vậy là không vượt qua được thử thách rồi, chết liên tục. Đó. Trời ơi. Thì ok, thì nếu như mà bạn nào có cái ý tưởng nào mà hay ho mà sinh tồn ở cái thế giới gì nữa thì các bạn nhớ comment bên dưới cho mình biết nhé. Và đừng quên là để lại cho tụi mình một like, một share cũng như một cái like đăng ký. Và nhớ kích vào cái chuông để nhận thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel của tụi mình nha. Còn bây giờ có lẽ là mình sẽ kết thúc clip ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp nha. Bye bye.